Ngày thi thứ hai vào lớp 10 công lập ở Hà Nội diễn ra trong thời tiết nắng nóng đỉnh điểm. Nhiệt độ ở ngoài trời là 39 đến 40 độ C. Sáng ngày hôm nay thì các bạn sẽ thi môn toán với thời lượng là 120 phút. Hãy cùng tôi xem mà các bạn thi môn toán này làm bài như thế nào. Con ơi, con hỏi một chút là đề toán năm nay con đánh giá như thế nào và con làm bao nhiêu điểm? Con thấy đề toán năm nay bình thường mà chắc cả điểm chung sẽ là 8-9. Nếu mà các bạn tập trung suy nghĩ thì có thể sẽ làm được hơn đến 9 điểm. Ví dụ như là người ta lược bỏ một số phần như là phần VS thì nó không cho vào. Và có thể đề nó rất là cơ bản. Chắc là dễ hơn tại kiểu ảnh hưởng của dịch với cả là đó, nghỉ mất 3 tháng. Nên chắc là kiểu sở cũng cho đề dễ hơn. Như vậy tổng thể đề thi toán năm nay theo đánh giá của học sinh là vừa sức, nằm trong chương trình tinh giản, không có câu hỏi gây bất ngờ. Đề thi không khác gì nhiều so với đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội năm trước. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Giảng Võ của Ba Đình, Hà Nội, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng rất thoải mái. Có một số em học sinh cho biết các em có thể đạt điểm 10 tuyệt đối.